5 thực phẩm khiến huyết khối dễ tích tụ hơn cả thịt mỡ. Nhiều món ăn người Việt yêu thích có khả năng làm tăng nguy cơ tích tụ huyết khối, tổn hại mạch máu trong cơ thể. Để ngăn chặn huyết khối, trong cuộc sống thường ngày, ngoài việc điều chỉnh chế độ sinh hoạt, thường xuyên kiểm tra sức khỏe định kỳ thì cũng nên điều chỉnh chế độ ăn. Ngoài các loại thực phẩm chứa nhiều dầu mỡ thì cũng có nhiều loại thực phẩm khác tạo huyết khối, tăng nguy cơ huyết khối não không ngờ. Hãy cùng Lina's Blog tìm hiểu trong video sau đây nhé. 1. Đậu phộng rang. Đậu phộng rang là món ăn ưa thích của nhiều người mỗi ngày vì hương vị thơm ngon, lại có giá thành rẻ, chế biến đơn giản. Tuy nhiên, không nên ăn quá nhiều loại thực phẩm này bởi đậu phộng rang chứa nhiều chất béo và calo nên dẫn đến xơ cứng động mạch. Đặc biệt, những người có vấn đề về mạch máu từ trước càng tăng nguy cơ tạo huyết khối não. Ngoài ra, trong đậu phộng rang còn được thêm nhiều muối để tăng hương vị. Việc ăn quá nhiều muối có thể khiến mạch máu, tim phải tăng tốc để bơm máu, từ đó dẫn đến việc tăng huyết áp và tăng nguy cơ các bệnh tim mạch. 2. Rượu. Huyết khối có liên quan chặt chẽ với uống rượu. Khi uống rượu sẽ gây tổn thương nội mô mạch máu do tác động của huyết sắc tố, tiểu cầu và fibrin. Nội mạc mạch máu bị tổn thương sẽ hình thành huyết khối cục bộ, gây tắc nghẽn trào ngược máu. Say rượu có thể gây chèn ép chân tay lâu dài mà người say rượu sẽ không nhận thấy, đồng thời có thể gây rối loạn tĩnh mạch hồi lưu và hình thành huyết khối. Để tránh hình thành cục máu đông, không nên uống rượu, hàm lượng cồn càng lớn càng dễ hình thành cục máu đông. 3. Nội tạng động vật. Nội tạng động vật chứa hàm lượng chất béo rất cao, thường xuyên tiêu thụ nội tạng động vật sẽ làm tăng cholesterol, có thể làm nặng thêm tình trạng xơ vỡ động mạch, dễ dẫn đến huyết khối não tái phát. 4. Thực phẩm nhiều muối. Bệnh nhân bị mỡ máu cao cần kiểm soát lượng muối ăn vào, bao gồm dưa chua muối, các loại thực phẩm siêu chế biến. Chế độ ăn nhiều muối dễ dẫn đến huyết áp cao, cũng như tăng nguy cơ xơ vữa động mạch, tắc nghẽn mạch máu và huyết khối não. 5. Đồ ăn vặt. Những đồ ăn vặt thường chứa nhiều bơ, đường, dầu mỡ. Sử dụng lượng quá nhiều trong thời gian dài sẽ dẫn đến béo phì, mỡ trong cơ thể không ngừng tích tụ. Biểu hiện đầu tiên là mỡ máu cao, máu trở nên đặc hơn, dễ vón cục và đông máu, cũng như dẫn đến một số bệnh về tim mạch. Trên đây là 5 loại thực phẩm có khả năng làm tăng huyết khối, gây nhiều biến chứng có hại cho cơ thể. Nếu thấy video hay, xin hãy like, share và đăng ký kênh để cùng chờ đón các video bổ ích tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!